các quý khán giả yêu nghệ thuật, mình là Mai Thi và đây là series Gallery Work đến từ SNS Art Gallery. Ở tập này, SNS Art xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một người nghệ sĩ được mọi người thân thương đặt cho biệt danh là người lưu giữ ký ức, Hôm Nguyễn. Hôm Nguyễn là một nghệ sĩ tự học với phong cách nghệ thuật đến từ bản năng, đa dạng và thú vị. Hầu hết các tác phẩm của Hôm đều là tranh chân dung khổ lớn, nắm bắt các cảm xúc của con người từ hỉ, nộ, ái ố trên các tác phẩm của Hôm Nguyễn. Tuy sinh ra trên đất Pháp, Hôm Nguyễn có một tuổi thơ giao thoa với hai nền văn hóa khi anh sống cùng mẹ, một người phụ nữ Hà Nội trong một căn hộ chật hẹp tại Paris. Anh cũng phải ngừng học từ rất sớm và làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Khi trưởng thành, Hôm Nguyễn trở thành một nghệ nhân giày patina. Đây cũng chính là viên gạch đầu tiên dẫn lối cho Hôm Nguyễn đến với nghệ thuật. Vào năm 2009, Hôm Nguyễn đã phải đối diện với một biến cố rất lớn trong cuộc đời của mình, đó chính là sự ra đi đột ngột của mẹ, và anh đã quyết định trở về cố hương Hà Nội để vỗ về cho chính tâm hồn đang tổn thương từ sự mất mát lớn lao này. Cũng từ chuyến đi đó, Hôm Nguyễn đã quyết định từ bỏ công việc của một nghệ nhân giày patina và mở một xưởng vẽ tranh. Từ đây, nghệ nhân patina Hôm Nguyễn đã trở thành nghệ sĩ Hôm Nguyễn mà chúng ta biết bây giờ. Chưa từng học qua trường lớp bài bản nào, tất cả những gì Hôm Nguyễn có là bản năng. Anh tập trung vẽ một cách bản năng nhất, bắt đầu từ những chân dung khổ lớn, những nhân vật mà mẹ anh từng ngưỡng mộ. Rồi sau đó, theo dòng cảm xúc, những gương mặt bất chợt được hiện lên trong tiềm thức đều được họa sĩ nắm bắt cảm xúc đến dáng vẽ và họa lên những tấm toan. Tác phẩm Ika với kích thước 180x160cm thuộc series cùng tên lấy cảm hứng từ câu chuyện về thần thoại Hy Lạp về cậu bé có tên gọi là Icarus hay còn gọi là Ika. Theo đó, cậu bé Ika đã bị thiêu cháy đôi cánh bằng sáp của mình vì đến gần hơn với mặt trời. Nhưng đối với Hôm Nguyễn, Ika sẽ không bị mất đi đôi cánh bởi vì cậu đã đến gần với ánh sáng, và đó là thứ thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Những đường nét mảnh và bay lên tựa như lông vũ tượng trưng cho chính đôi cánh của Ika. Câu chuyện của Ika khiến cho Hôm Nguyễn được truyền cảm hứng về sự dấn thân, hướng đến ánh sáng và những điều tốt đẹp kể cả phải tan biến. Bởi vậy, phần chóp mũi và bờ môi dường như tan ra, hòa vào ánh sáng. Ánh sáng đó có thể là khát vọng, là niềm đam mê, là hoài bão, hay có thể là tình yêu mà mỗi người thưởng tranh sẽ lựa chọn cho riêng mình một câu chuyện. Hôm Nguyễn gửi gắm tâm tư của mình vào Ika qua quyết định vẽ bức chân dung ở góc nghiêng, mong muốn hướng về ánh sáng, một nơi đầy hy vọng, tràn trề sức sống và mang đến một năng lượng tích cực. Thêm vào đó, góc nghiêng là sự lựa chọn tinh tế để biểu diễn kỹ năng xử lý ánh sáng, tạo hiệu ứng đa chiều, mang lại chiều sâu về cảm xúc lẫn thị giác cho người thưởng tranh. Nghe đến hai từ trắng đen, đôi khi chúng ta sẽ liên tưởng đến sự đơn điệu, nhưng trong nghệ thuật, sắc trắng đen có đôi lúc lại chính là ngôn ngữ chân thật nhất và bộc trực nhất, bởi đây là hai sắc màu cơ bản trong nghệ thuật hội họa. Chính tông màu chủ đạo duy nhất của Ika mang lại một ấn tượng mãnh liệt bởi hiệu ứng ánh sáng và bóng tối, mang lại sự tập trung thuần túy về mặt cảm xúc cho người thưởng tranh. Những đường nét hòa quyện không đầu không cuối đã trở thành một bút pháp đặc trưng của Hôm Nguyễn. Tất cả đều trở nên hài hòa, tạo thành những bức chân dung vừa có sự tinh giản, hiện đại và vẫn truyền tải được cảm xúc. Đó là trường phái giữa hình tượng và trừu tượng, và tranh chân dung trắng đen của Hôm Nguyễn vẫn khiến khán giả yêu nghệ thuật nhớ đến theo cách rất riêng. Có những khoảnh khắc bóng tối ngập tràn xung quanh, và con người sẽ làm thế nào để vượt qua, hướng đến một định mệnh hoàn thiện hơn, tràn đầy ánh sáng. Đó cũng là thông điệp mà Hôm Nguyễn muốn hướng đến, truyền tải khi thực hiện bộ sưu tập Ika. Phải nói rằng, Hôm Nguyễn đặc biệt nhạy cảm với những giá trị nhân văn mà anh thể hiện và truyền tải. Bởi vậy, người xem sẽ thấy một thứ tình cảm xoa dịu, một sự kết nối nhẹ nhàng, cảm thông và lòng trắc ẩn. Những giá trị đó luôn luôn hiện hữu trong mọi tác phẩm của Hôm, tạo nên một sự liên kết giữa con người, gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau. Hy vọng rằng tập Gallery Work hôm nay đã đem tới cho quý khán giả yêu nghệ thuật một tác phẩm thú vị đến từ nghệ sĩ Hôm Nguyễn. Nếu có dịp, mời quý vị đến với SNS Art Gallery tại Union Square Sài Gòn để tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like và subscribe để tiếp tục đón xem những nội dung thú vị tiếp theo đến từ SNS Art. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả và chúc mọi người một ngày tốt lành.